rồi hả? Ví dụ cái bài hai cây cổ này giọng thầy đã nói nhưng mà em hát em lo thì xong không ạ? Mình nói chuyện với vợ mình tâm tình với vợ mình có những cái niềm ao ước, những cái niềm thương nỗi nhớ với vợ mình như vậy thì mình cứ âu yếm vợ mình, nhìn vợ mình mà cặp mắt đây là nghĩa là thương như chiều mến, cái mày dọn cái thân của mày tiền cá như vậy, thấy đeo bỏ tay lên mình đỡ thương mình lắm. Cần giết hết tụi bay. Đây có vui không? Em rất là vui. Đây mới là cuộc sống đẹp hàng lớn. Tránh xa sự giọt xoan giả tạo những lễ nghi phun phép vỏ. Tất cả mọi thứ đó mới làm cho em không thở được. Người nghe được anh là như vậy đó. Bộ phim này là diễn theo cách Tây nên là cũng khó khăn với Ngọc. Vì Ngọc cũng chưa có học về diễn xuất. Thì cũng muốn hạ. Thì có chị vui chứ buồn hả? Chỗ này nói không đúng à. Một cái hàng quá trao đổi mà đã là hàng quá thì làm gì có vui chứ buồn á anh? Em nói không hiểu gì trơn á. Để trao đổi các bà huấn luyện viên Kim Tử Long á rất là tận tình để chỉ cho Ngọc từ lối diễn và từ cách hát phải như thế nào đó gọi là hay và tốt hơn. Có những cái kỷ niệm mà khó có thể là quên lắm, một bữa ăn chung và một lời động viên của anh Long, cảm thấy là đó là những cái kỷ niệm mà đáng nhớ. Tiếp tục dòng thi này thì mình được đảm nhiệm trong một vai của nhân vật đó là cô nàng Sahara trong câu chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm. Thì khi nhận được vai đề mình cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì cô gái này là vừa phải thể hiện múa như là phần giọng cổ của mình. Được sự chỉ dạy của huấn luyện viên chị Thoại Mỹ thì mình được học hỏi rất nhiều. Cũng giống như những dòng trước, chị rất là lo lắng cho tụi mình và chị đã lo cho từng phục trang, kể cả từng đôi hài và đôi bông tai, vẽ cho tụi em từng nét để có thể đúng nhân vật. Cho nên khi mình được vào đội của chị thì cho dù mình có được tiếp tục cuộc chơi hay không thì mình cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc. Đón xem tập 14 Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ phát sóng vào lúc 20:45 thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2017 trên kênh HTVC Tuần Việt và HTVC Tuần Việt HD.